Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của công ty Uly Việt. Hôm nay mình xin review cho các bạn một cái thiết bị phục vụ cho công việc làm về chắp lắp xe trong một xưởng chắp lắp xe. Thì đây là một cái bộ lô rút hoặc là gọi là bộ rulo. Thì trên bộ rulo này có những cái gì? Thường thường thì bộ rulo này sẽ các bạn khi lắp tầm khoảng từ 2 quả rulo rút lên, các bạn sẽ lên lắp thêm một bộ vào một bộ quả phần bộ gá dài như này. Thì trên này bên mình đang lắp là 3 bộ rulo rút. Đây sẽ có là một quả rulo rút điện này. Đó. Và hai quả rulo rút hơi. Mỗi một quả rulo này thì sẽ có cái kích thước dài là 10 m. Khi các bạn lắp cái quả rulo hơi lên như này thì các bạn phục vụ cho cái công việc là dùng hơi để các bạn xì khô, bơm lốp đó, hoặc các bạn cấp cho những thiết bị dùng hơi. Với quả rulo rút điện này thì các bạn dùng cho có máy đánh bóng, các bạn phải sử dụng cho những cái hút bụi như này. Đó. Mình xin phân tích về rulo điện trước cho các bạn nhé. Nếu các bạn khi chúng ta lắp một cái rulo hút rulo rút này ở phần khi dùng điện này thì các bạn cắm những cái máy hút bụi vào đây. Đó, thì khi chúng ta hút bụi thì dây nó sẽ đi theo rất là gọn, không bị chặn đất. Khi bạn không lắp của rulo này thì các bạn phải chạy hệ thống đường điện ra. Đó, các bạn muốn hút bụi ở mé bên sườn xe bên bên này thì các bạn phải làm ổ điện bên này. Các bạn muốn hút bên tay phải, các bạn phải làm đường điện bên phải, chúng ta phải chạy hai điện riêng biệt. Thì tiền điện nào các bạn tính ra, nếu mà cái xưởng của chúng ta mà rộng thì tiền dây điện và bảng điện nó rất là tốn. Thì mỗi một quả rulo này sẽ rơi vào tầm hơn 1 triệu, tùy theo cái quả tốt và không tốt thì cái giá nó sẽ khác nhau. Thì khi chúng ta làm quả rulo rút này, thứ nhất là gọn gàng này, tiết kiệm dây điện này và độ chuyên nghiệp sẽ cao hơn, rất có tính cơ động cao. Còn đây là quả rút hơi. Quả rút hơi này thì mình đang lắp là 2 quả hơi 1 quả điện. Tại sao mình lắp 2 quả hơi 1 quả điện? Thì khu vực đây là khu vực làm khô, thì toàn bộ xe khi đánh vào bên trong máy lau khô thì sẽ có 2 cái dây hơi, số 2 đồng chí thợ là hàng hai bên xì khô toàn bộ từ phần nóc xe sang hai bên sườn bốn gói và phần đuôi xe. Đó, thì khi chúng ta dùng quả rulo rút như này thì chúng ta rút ra dùng xì khô bụi thì nó sẽ không bị chạm vào cái phần xe của khách hàng. Đó, thì nó sẽ rất là gọn và rất là chuyên nghiệp. Dây này là dây 10 m, các bạn thì kéo được toàn bộ không gian trong xưởng như này hoặc có thể kéo ra bên ngoài được. Nếu các bạn không có quả rulo rút như này thì các bạn phải chạy những cái đường hàn nhiệt như này. Nó chạy những đường hàn nhiệt ra, chạy đường hàn nhiệt ra để chúng ta cấp hơi, hoặc chúng ta có thể dùng những cái dây hơi chuyên dụng để lắp vào máy nén khí. Nhưng chúng ta chạy được ra dây hơi như này thì chúng ta không phải chạy được ống nhiều. Nó chạy được ống nhiều bây giờ cứ tầm khoảng mấy trăm ngàn một cái ống hàn nhiệt PE5 thì các bạn tính ra cũng khá là tốn, thì các bạn nên đầu tư những quả rulo rút như này thì thứ nhất là nâng cao độ chuyên nghiệp trong sự dịch vụ của chúng ta, thứ hai là độ chuyên nghiệp sẽ cao hơn. Và các bạn lưu ý nhé, đây là ba quả sẽ có 2 hơi 1 điện. Còn nếu chúng ta lắp ở khu vực rửa xe, chúng ta có thể lắp là 1 điện và 2 hơi, hoặc là 1 nước và 2 hơi, hoặc các bạn có thể lắp là 2 nước 1 hơi. Quả nước thì cũng giống như quả như này thôi, nhưng quả nước sẽ có tác dụng là chúng ta dùng để chúng ta vệ sinh phần chi tiết, phần khe kẽ, hoặc chúng ta có thể vệ sinh bề mặt sơn, chúng ta sẽ dùng ra giống như cái dạng phun vòi sen ấy, thì chúng ta vệ sinh bề mặt nó sẽ sạch hơn và độ chuyên nghiệp sẽ cao hơn. Còn trong phòng đánh bóng thì cũng có các cái quả lô rút cũng như thế này, thì tùy theo chúng ta làm, chúng ta muốn lắp bao nhiêu quả lô cho một cái khu vực trong xưởng của mình thì bên mình sẽ bán các bạn từng quả lô và từng những cái phần vỏ hộp ở bên ngoài. Đó, thì các bạn nhìn này, cái vỏ hộp của rulo ngoài nhìn rất là chuyên nghiệp, những cái xưởng sẽ nâng cao được độ chuyên nghiệp cao, nhìn rất là đẹp. Thì vừa rồi thì mình có vừa giới thiệu cho các bạn cái bộ rulo rút dùng bằng hơi và điện. Đó. Thì các bạn nếu đang có nhu cầu muốn đầu tư ra một bộ rulo rút như này, hoặc muốn xưởng chúng ta muốn sử dụng bộ rulo rút như thế nào cho hợp lý nhất, thì các bạn hãy gọi điện cho mình theo số hotline trên clip để mình tư vấn cho các bạn lựa chọn cái bộ phù hợp nhất cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Các bạn đừng quên ấn chuông để nhận những thông báo mới nhất mỗi khi công ty mình lên sóng. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ công ty. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.